Lái xe vào nhà nghỉ bất ngờ hút sọt tường đè bé gái 1 tuổi con chủ nhà tử vong. Sự việc đau lòng này xảy ra vào tối muộn ngày 5 tháng 11 vừa qua tại nhà nghỉ Lộc Phát, ấp Tân An, xã Tân Tiến, Bình Phước. Thời điểm đó, người đàn ông tên VHT, 47 tuổi, ngụ huyện Bù Đốp, điều khiển xe ô tô 5 chỗ tới nhà nghỉ để thuê phòng. Theo thông tin ban đầu, thì khi chuẩn bị vào sân thì xe ô tô đã lao về phía trước, đâm sập tường phòng nghỉ phía ngoài. Bé LKN 1 tuổi, con gái của chủ nhà nghỉ đang nằm trên võng sau đó đã bị tường đè tử vong. Đoạn clip dưới đây ghi lại diễn biến sau đó. Trong clip, những người có mặt tại hiện trường đều đang vô cùng hoang mang, hoảng sợ. Còn người mẹ thì ôm chặt đứa bé vào lòng khóc đầy đau đớn. Đoạn clip đang được chia sẻ lại rất nhiều trên các diễn đàn mạng và khiến người xem xót xa. Sự việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đừng quên đăng ký kênh Tin Bà Phúc, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về vụ việc.